Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới, và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 21 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, theo bản tin của CCTV, một số ngôi nhà ở thị trấn Hoài Nam, thành phố Vị An, thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến đã bị sập vào rạng sáng ngày thứ Ba do lượng mưa lớn khiến nhiều người bị mắc kẹt và ít nhất 3 người chết. Các chi tiết của vụ tai nạn hiện đang được điều tra. Theo báo cáo từ Văn phòng Phòng chống lụt bão tỉnh Phúc Kiến, ngày 20 tháng 9, từ 6 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày 20 tháng 9, tổng cộng 22 sông và 30 trạm đã vượt mực nước cảnh báo từ 0,31 đến 4,56 m. Trong số đó, các sông trên toàn lãnh thổ Long An vượt quá mực nước cảnh báo và lũ lụt từ 0,86 đến 1,38 m trên mực nước đảm bảo đã xảy ra tại trạm Melie, Sanxian và nhánh sông Guanchanxi, Sitao Station của Sanning Sashi. Thống kê từ 6 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày 20 tháng 9 cho thấy 429 thị trấn ở 39 quận ở Phúc Kiến vượt quá 70mm, trong đó 174 thị trấn ở 27 quận vượt quá 120mm. Với thị trấn La Phiang, quận Kinh Liêu, thành phố Tam Minh, 288,6mm là lớn nhất. Lượng mưa hàng giờ là 88,5mm ở thị trấn Quy Tan, huyện Lan Chen, thành phố Long An. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, lũ lụt đã xảy ra một số khu vực ở Long An và San Minh, Phúc Kiến. Đội cứu hỏa tỉnh Phúc Kiến tiết lộ rằng từ 0 giờ đến 5 giờ 30 phút chiều ngày hôm kia, đội cứu hỏa của tỉnh đã nhận được tổng cộng 58 báo cáo của cảnh sát liên quan đến lượng mưa lớn, trong đó 43 ở Long An và 15 ở San Minh. Chủ yếu là các tình huống cần cảnh sát chuyển đi, tổng cộng 629 nhân viên cứu hỏa và 34 thuyền kayak đã được điều động để hỗ trợ chuyển 423 người sơ tán và giải cứu 10 người bị mắc kẹt. Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn State Grid Fujian Electric Power cho biết, lượng mưa lớn khiến một số đường dây tải điện ở Phúc Kiến không hoạt động do thiên tai địa chất. Đến ngày 20 tháng 9, toàn tỉnh mất điện tổng cộng 91.600 người. Hồ Nam, mưa xối xả cũng khiến 10 người chết, 3 người mất tích, gần 1,8 triệu người và hơn 2.700 ngôi nhà bị sập và hư hỏng. Tỉnh Hồ Nam đã bước vào mùa lũ chính một cách toàn diện. Từ một tuần nay, quá trình mưa có thời gian dài nhất và cường độ mưa lớn nhất trong năm đã xảy ra, gây ra một số vụ sạt lở đất và sụp đổ các tòa nhà và một số lượng lớn cơ sở hạ tầng công nghiệp và nông nghiệp bị hư hỏng. Tính đến ngày 21 tháng 9, 1.794.500 người ở tỉnh Hồ Nam đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa, 10 người chết và 3 người mất tích do thảm họa, 1.195 ngôi nhà bị hư hỏng và 2.766 ngôi nhà bị sập và hư hại nghiêm trọng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 4,074 tỷ nhân dân tệ. Dịch vụ tin tức Trung Quốc đưa tin, chính quyền tỉnh Hồ Nam đã thông báo cho công chúng về việc kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai, cho biết kể từ mùa lũ năm nay, lượng mưa ở Hồ Nam đã cao hơn 20% so với bình thường, đặc biệt là kể từ cuối tuần trước đó, lượng mưa đợt này nhiều hơn so với bình thường. Cường độ, thời gian dài và các vùng trồng lấn gần như lan rộng ra toàn bộ Hồ Nam, và cường độ mưa ở nhiều điểm đã vượt quá hoặc gần với mức cực đoan lịch sử. Lượng mưa lớn khiến diện tích cây trồng trên địa bàn tỉnh là 1,4424 triệu ha, 22 thành phố bị ngập lụt, 88 mái ta luy bị hư hỏng do ngập lụt trên các tuyến đường cao tốc trong tỉnh, thiết bị phân phối điện, một số khu vực bị hư hỏng, ảnh hưởng đến khoảng 560.000 người. Lượng mưa lớn cũng gây thiệt hại cho 3 hồ chứa và các công trình khác ở các mức độ khác nhau. Vân Nam và Quảng Tây có mưa liên tục, mưa xối xả gây lũ lụt khiến nhiều người thiệt mạng và mất liên lạc. Tại Quảng Tây, ba em nhỏ bị nước lũ cuốn trôi trên đường đi học, hai em đã tử vong sau khi được cứu. Sáng thứ Tư tại thị trấn Đa Tang, huyện Tân Thành, thành phố La Biên, tỉnh Quảng Tây, mưa lớn đã xảy ra lũ lụt, ba trẻ em bị cuốn trôi. Anh Chen, một người dân tham gia cứu hộ cho biết, vào khoảng 7 giờ 10 phút sáng hôm đó, anh thấy rất đông dân làng tụ tập khi kiểm tra hàng hóa trong kho của mình. Sau khi hỏi thăm, anh mới biết là vô tình có một học sinh trên đường đi học bị lũ cuốn trôi, mọi người đang trông ngóng. Vụ việc cách trường tiểu học 1-2 km, vào thời điểm đó, do chiếc xe ô tô đưa đón các em đi học bị hỏng trên đường, nên các em xuống xe đi bộ đến trường. Một em bị ngã thì các em khác lao vào kéo nên bị nước cuốn trôi mất tích. Jimu News đưa tin, hai nạn nhân là người dân làng Luan, cậu bé 12 tuổi Lan Jong và bé gái 7 tuổi Meng Tian.
Theo người dân của Lan Yong, bọn trẻ chỉ xuống xe và đi bộ vì xe buýt của trường bị hỏng. Sau khi xuống xe, một số người trong số họ đã bị cuốn vào mương nước ven đường. Thấy vậy, Lan Yong đầu tiên đưa em gái đến nơi an toàn, sau đó kéo một bé trai khoảng 6 hoặc 7 tuổi lên. Nhưng cuối cùng, Ramon Tian, Yong và Men Chan đều bị rơi xuống mương và bị cuốn trôi. Thi thể của họ được tìm thấy dưới cống. Em gái 9 tuổi của Men Chan cũng có mặt trên xe buýt của trường vào thời điểm đó. Cô cho biết sau khi xuống xe, họ tiếp tục đi về phía trước. Lúc đó, nước chảy xiết, vừa đi đến nơi an toàn thì nghe tiếng kêu cứu của chị gái phía sau. Lan Yong chạy đến kéo em gái lên và cuối cùng cả hai bị cuốn trôi. Theo người thân của Men Tian, vào lúc 7 giờ sáng hôm đó, giáo viên của trường thông báo với phụ huynh trong nhóm WeChat rằng nếu học sinh không đi học được do trời mưa thì có thể xin nghỉ phép. Nhưng đứa trẻ đã lên xe và đến trường vào thời điểm đó. Em gái của Men Tian nói rằng tài xế cũng nghe thấy trong xe nói rằng anh ta không cần quay lại trường học. Nhưng khi anh ta chuẩn bị quay trở lại thì xe buýt của trường bị hỏng. Theo người dân, người tài xế họ Hoang lái xe tải nhỏ và đưa đón trẻ em trong nhiều năm, 650 nhân dân tệ mỗi học kỳ. Do hơn chục đứa trẻ trong thôn phải đi ô tô nên có khi tài xế phải quay đi quay lại hai lần mới đưa được hết các cháu đến trường. Hiện tài xế đã được các bộ phận liên quan khống chế. Động đất mạnh 5,7 độ Richter đã xảy ra tại ngã ba Vân Nam và Từ Xuyên. Thưa quý vị, vào lúc 19 giờ tối ngày thứ Bảy vừa qua có tin một trận động đất 5,7 độ Richter xảy ra tại ngã ba tỉnh Vân Nam và Từ Xuyên lúc 15 giờ 59 phút ngày hôm đó tại huyện Ninh Lang, tỉnh Vân Nam, làm cho 2 người chết và 100 người bị thương. Sau thảm họa, Wu Jiaoxi, phó tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam đã chỉ đạo thành phố Lệ Giang nhanh chóng hiểu được tác động của trận động đất đối với sản xuất và đời sống của huyện Ninh Lang, đồng thời kích hoạt kế hoạch khẩn cấp động đất để làm tốt công tác cứu trợ động đất. Xây dựng, giáo dục, giao thông vận tải, du lịch và các bộ phận liên quan khác đã thành lập một nhóm công tác khẩn trương đến khu vực bị động đất để hỗ trợ hướng dẫn công tác cứu trợ động đất. Hiện tại, Sở Nội vụ tỉnh Vân Nam đã phát động ứng phó khẩn cấp 3 cấp, khẩn cấp điều động 300 lều, 500 mền và 500 áo khoác đến khu vực thiên tai. Đồng thời cử một nhóm công tác đến khu vực thiên tai để hỗ trợ hướng dẫn công việc cứu trợ thảm họa. Sở Y tế Vân Nam đã cử hơn 30 bác sĩ và 6 xe cứu thương đến hiện trường để cứu hộ. Được biết, đội công tác hiện trường động đất đầu tiên bao gồm 11 người do Giám đốc Chen Quyên dẫn đầu đã được điều động bởi Cục Quản lý Động đất tỉnh Vân Nam trên đường đến hiện trường. Vào lúc 15 giờ 59 phút ngày thứ Bảy, một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter đã xảy ra tại ngã ba Lệ Giang, tỉnh Vân Nam và Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Theo báo cáo từ các sở động đất của tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên, hai người đã thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương. Một số ngôi nhà trong khu vực bị động đất bị sập và hư hỏng. Thông tin liên lạc bị gián đoạn tại thị trấn Vĩnh Ninh, huyện Ninh Lộ, tỉnh Vân Nam. Những người đi du lịch tại khu thắng cảnh Hồ Lugu ở Lệ Giang, Vân Nam đăng trên Weibo rằng các ngôi nhà địa phương bị hư hại ở các mức độ khác nhau do trận động đất và một số du khách bị thương do đá rơi. Cô Junji mô tả trận động đất khiến máy biến áp rơi xuống lề đường và dây điện bị đứt. Khoảng 2 phút sau khi trận động đất xảy ra tại ngã ba Vân Nam và Tứ Xuyên, lúc 16 giờ 01 phút, một trận động đất khác mạnh 3,3 độ Richter xảy ra tại huyện Giang Doan, khu tự trị Lương Sơn Nghệ, tỉnh Tứ Xuyên. Gần đây, các trận động đất nhỏ thường xuyên xảy ra ở nhiều nơi. Theo tin tức do Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc đưa ra, tổng cộng 46 trận động đất đã xảy ra trên toàn quốc, bao gồm cả Đài Loan, kể từ tháng 6 năm nay. Trận động đất có cường độ xảy ra lúc 5 giờ vào ngày 10 tháng 6 ở vùng biển gần Jilan County, Đài Loan, mạnh 5,9 độ Richter là trận có mức cao nhất. Động đất ở Yangtze 4,9 độ Richter đạt kỷ lục trong hơn 60 năm qua. Quý vị thân mến, Cục Khí tượng Trung ương cho biết vào lúc 4 giờ 22 phút chiều ngày 21 tháng 9 tại thị trấn Yangtze, huyện Tân Trúc, một trận động đất với cường độ 4,9 độ Richter đã xảy ra tại Yangtze thị trấn, huyện Tân Trúc lập kỷ lục hơn 60 năm và là trận động đất lớn nhất. Trận động đất có cường độ 4,0 độ Richter ở thành phố Jubei và một số dư chấn với cường độ 3,4 độ Richter xảy ra gần tâm chấn lúc 4 giờ 29 phút sáng sau đó. Trung tâm dự báo động đất thuộc Cục Khí tượng Trung ương chỉ ra rằng trận động đất mạnh 4,9 độ Richter, tâm chấn là 24,75 độ vĩ bắc, 121,27 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu là 6,7 km, thuộc loại động đất cực nông. Theo Trung tâm dự báo động đất, nó là một trận động đất nông trong độ sâu 70 km và một động đất cực kỳ nông trong độ sâu 30 km. Các trận động đất lớn nhất bao gồm 4 độ ở thành phố Jubei, huyện Tân Trúc, 3 độ ở thành phố Judong, 3 độ ở thành phố Trung Liên, huyện Đào Viên, 3 độ ở thành phố Đào Viên,
3 độ ở Niju, huyện Jilan, 2 độ ở Nam Ao, độ 2 ở thành phố Đài Bắc Mới và 2 độ Richter ở thành phố Đài Trung, 1 độ thành phố Đài Bắc. Huy Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Động đất cho biết, vào ngày 14, trận động đất có cường độ 4,3 độ Richter đã xảy ra gần tâm chấn của thị trấn Yangtze. Trận động đất 4,5 độ xảy ra vào năm 1954 và chưa có trận động đất nào lớn hơn 4,5 cho đến ngày hôm nay. Huy Linh cho rằng trận động đất là sự tích tụ ứng suất của lớp vỏ, đạt đến một lưới điện đầy đủ nhất định và thực hiện hành động giải phóng năng lượng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!